Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hôm qua mời cụ Tổng đến thăm, hôm nay Trần Quý Thanh bị cụ Tổng thịt lạnh lùng. Thực tế là doanh nghiệp mà mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm có thể nói là khó vô cùng. Có lẽ bởi ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ là con người dễ tính, và cũng có thể bởi ông Nguyễn Phú Trọng không phải là thủ tướng. Vấn đề doanh nghiệp hoạt động kinh tế là lĩnh vực mà thủ tướng điều hành. Ông Nguyễn Phú Trọng mà đến thăm doanh nghiệp nào, nghĩa là ông chiếu cố doanh nghiệp đó. Mà thế và lực của ông Trọng thì ai cũng biết đang mạnh nhất hiện nay. Vào năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Tổng Bí Thư đến thăm nhà máy No. 1 ở Hà Nam. Sau khi Formosa xả thải chất gây độc ra biển, cảnh cá chết hàng loạt diễn ra ở các bờ biển miền Trung bắt đầu vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 gây ra dư luận bất bình. Thì ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã đến Hà Tĩnh thăm Formosa. Việc Formosa mời được ông Tổng Bí Thư đến như là sự đảm bảo rằng dù cho dân chúng có phản đối đến đâu cũng không làm gì được doanh nghiệp này. Và quả thật sau đó các cuộc biểu tình chống Formosa đều bị chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam dập tắt. Chính quyền bảo vệ cho Formosa, quan chức cấp cao, cấp tỉnh ra sức dụ dân ăn cá độc, tắm biển độc để chạy tội cho Formosa. Công an thì luôn sẵn sàng dập tắt các cuộc khiếu kiện tập thể kiện Formosa. Đấy là sức mạnh của một doanh nghiệp khi mời được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và được ông chiếu cố, dù cho vạn dân, triệu dân cũng không chống lại được. Một trong những người đã mời được ông Tổng Bí Thư tới thăm doanh nghiệp của mình chính là ông Trần Quý Thanh, ông chủ của tập đoàn Tân Hiệp Phát nổi tiếng. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Nguyễn Phú Trọng ghé thăm nhà máy No. 1 tại tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm, hàng loạt quan chức cấp tỉnh đến khum núm đứng sau lưng ông. Ông Trần Quý Thanh dẫn ông Nguyễn Phú Trọng đi thị sát và gặp gỡ các lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên của nhà máy No. 1 tại Hà Nam này. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm Formosa vào năm 2016 thì chẳng ai động được vào Formosa nữa. Với mối quan hệ khủng như thế nên hầu hết các bê bối của Tân Hiệp Phát bị người tiêu dùng tố ông Trần Quý Thanh đều có thể lật ngược tình thế. Ông Thanh nhiều lần bị chính quyền tỉnh Bình Dương và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dùng nguyên liệu quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng ông đều ém chìm xuồng. Nhiều vụ án liên quan đến những chai nước giải khát có ruồi, có cặn, vân vân đều bị ông Trần Quý Thanh tống người tố cáo vào tù. Và từ đó đến nay, gần như hễ vụ án nào liên quan đến Tân Hiệp Phát và gia đình ông Trần Quý Thanh thì y như rằng phần thắng luôn thuộc về ông Trần Quý Thanh. Chính vì thế, vào ngày 10 tháng 4, khi báo chí cho biết Bộ Công an bắt và khám xét nhà ông Trần Quý Thanh và công ty Tân Hiệp Phát, công chúng đã bị bất ngờ. Bởi khi Bộ Công an bắt thì được hiểu là chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay, bởi lâu nay ông Trọng sử dụng Tô Lâm như là một công cụ. Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là con người khó lường, chơi vòng Trọng như làm bạn với cọp dữ vậy. Đã nhiều người dính đòn mà đó là những người làm chính trị cáo già, chứ không phải là giới doanh nghiệp. Người nếm nỗi cay đắng nhất có thể là ông Đinh Thế Huynh, cựu thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản. Ông Huynh từng được xem là nhân sự dự bị để ông Nguyễn Phú Trọng chuyển ngôi. Tuy nhiên, chỉ mới nơi nhiệm kỳ trên chiếc ghế thường trực ban bí thư, ông Huynh đã bị ông Tổng loại một cách đau đớn bằng một căn bệnh rất bí hiểm, và thay vào đấy là ông Trần Quốc Vượng. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái bị khởi tố. Trần Quý Thanh quả thật là biết tạo quan hệ. Tuy nhiên, cái sai lầm của ông là ông dựa vào mối quan hệ lớn để ức hiếp người thấp cổ bé họng. Và hôm nay khi mà ông đã làm cho nạn nhân của ông trở ngày một nhiều hơn, trong đó có không ít những doanh nghiệp tuy vô danh tiểu tốt nhưng có quan hệ lớn, thì ông phải trả giá. Trò chơi quyền và tiền đan xen, tuy nhiên tiền thường là công cụ của quyền, chứ ít khi có chuyện ngược lại. Chơi đến hàng tứ trụ tuy có thể rất khủng nhưng cũng rất dễ bị ăn thịt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin hôm qua mời cụ Tổng đến thăm, hôm nay Trần Quý Thanh bị cụ Tổng thịt lạnh lùng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Thưởng là anh hề hay anh khờ trên cương vị Chủ tịch nước. Ghế Chủ tịch nước lâu nay được xem là ghế của người thất bại. Từ thời ông Trương Tấn Sang cho đến nay chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước được xem là người chiến thắng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn giống ông Tập Cận Bình thâu tóm chức Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước về một mối và ông đã thành công. Tuy nhiên sau đó ông phải rút bỏ chức vụ này được xem là hữu danh vô thực. Khi mà đang ngồi chiếc ghế Chủ tịch nước, ông đã bị gục ngã suýt chết tại Kiên Giang vào năm 2019. Đó là khi ông vào Kiên Giang bị đột quỵ lần thứ nhất. Thời gian đó ông mất tích cả tháng trời. Chiếc ghế Chủ tịch nước thường dành cho những người thất bại. Vào năm 2011, đại hội lần thứ 11 của Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang giành được giải an ủi khi mà ông Sang thất bại trước ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư. Sự thất bại này đã đẩy ông Trương Tấn Sang vào ghế hữu danh vô thực, ngồi đấy trong 4 năm rồi rút lui. Năm 2016, ông Trần Đại Quang rời khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực, nhường ghế Bộ trưởng lại cho Tô Lâm. Việc rời khỏi Bộ Công an được xem như là một thất bại của ông Quang, bởi khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, khả năng tự bảo vệ mình không còn nữa. Thực tế, ông Trần Đại Quang đã mất mạng vì khi đang ngồi ở ghế không quyền lực mà muốn cứng đầu với những kẻ đang có quyền lực tuyệt đối trong tay. Đến năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc bị các nhóm lợi ích mạnh hơn đẩy bay ra khỏi chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực và nhiều cơ hội để kiếm trác. Việc ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước được xem là một thất bại đau đớn với ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Và cũng như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc không thể tự bảo vệ mình và kết quả như mọi người đều đã biết, ông đã ngã ngựa giữa chừng. Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là người thành công trong vai trò Chủ tịch nước. Vào năm 2023, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế, cuộc chiến vào chiếc ghế Chủ tịch nước là cuộc chiến được xem là buồn cười nhất trong việc sắp xếp nhân sự cấp cao. Thay vì những ứng viên tranh giành nhau, thì lần này hai ứng viên cho ghế là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng lại đùn đẩy lẫn nhau. Ai thất bại là người sẽ được lên chiếc ghế Chủ tịch nước. Được biết, từ Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư trong tiếng Anh như nhau đều là President cả. Thật mỉa mai với chiếc ghế tương đương chiếc ghế Tổng thống một quốc gia mà lại tránh né và đùn đẩy nhau, và cuối cùng cuộc đua là Võ Văn Thưởng. Tô Lâm là một tướng võ biển, dù rất hung hăng, bất chấp, rất nguy hiểm đối với bất kỳ ai, nhưng lại non nớt trong chính trường. Ông Tô Lâm non đến mức ăn cho được bữa thịt bò rát vàng, để rồi hình ảnh đáng xấu hổ đó phát tán khắp nơi, không biết giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ. Tuy có súng ống trong tay, nhưng ông Tô Lâm vẫn là một nai tơ đối với một cáo già chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, ông Võ Văn Thưởng là con người còn non hơn cả ông Tô Lâm, thì mới là kẻ thất bại trước Tô Lâm trong cuộc cạnh tranh trốn khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước. Sự thật là khi vào cương vị Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng đã tỏ ra non nớt và khờ khạo trước người đồng cấp đến từ Úc, toàn quyền David Hooley. Trước mặt ông Hooley, ông Võ Văn Thưởng đã yêu cầu chính quyền Úc xử lý những người chống phá Việt Nam từ Úc. Một yêu cầu nói lên rất nhiều về con người ông Võ Văn Thưởng, nó cho thấy ông thiếu kiến thức về nền dân chủ và từ đó ông tự biến mình thành anh hề trước con mắt của người dân Việt Nam và quốc tế. Ông Võ Văn Thưởng đã tỏ ra hết sức ngây ngô, kém hiểu biết về chính trị tại Úc cũng như trên thế giới. Kẻ kém hiểu biết thường chỉ biết suy bụng ta, ra ra bụng người. Suốt đời ông Thưởng chỉ biết Marx với Lenin và những hành động phi dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Thưởng thì nghĩ rằng nước Úc cũng như vậy. Có người nói ông Thưởng đã cho mọi người thấy rõ sự ngây ngô và cả sự kém hiểu biết của ông ta. Không thể nói ông Thưởng là anh khờ, nhưng rõ ràng ông Thưởng đang là anh hề trước mặt bạn bè quốc tế. Đã lên đến chức Chủ tịch nước mà vẫn cứ làm hề thì đấy là sản phẩm của nền giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam, không biết gì ngoài Marx Lenin cũ dịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Võ Văn Thưởng là anh hề hay anh khờ trên cương vị
chủ tịch nước đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.